Hello mọi người, đây là vườn rau của nhà mình. Thì đây là rau mùi, rau sống, xà lách. Giống rau cải này đã già rồi. Đây là đèn lớn số hầm. Hôm nay mình sẽ nhổ số hầm về để làm món số hầm xào. Đây là su hào sau khi mình đã đi chặt về tỉa, rất là to luôn. Muốn làm được món su hào xào thì trước tiên là phải gọt su hào. Ok. Ôi trời ơi, thối rồi. Ông bà ơi. Trời ơi, nhìn bên ngoài không thấy gì luôn ấy. Thối lắm à. Thì tôi sẽ xử lý nó. Bây giờ chúng ta sẽ đến màn rửa su hào. Sau khi đã gọt vỏ sạch sẽ thì chúng ta sẽ rửa. Để vào thái. Đây là thái su hào. Chúng ta để thái được lát những cái sợi su hào mỏng thì chúng ta cần thái các quả ra lát mỏng. Thái lát mỏng như này tí nữa sắt sợi sẽ rất là dễ nha mọi người. Sau khi đã thái lát mỏng hết thì chúng ta bắt đầu để nguyên hiện trạng, chúng ta sắt thành sợi. Đây là dọc su hào luôn. Và đây là món gà luộc. Chúng ta rửa sạch gà, cho nước ngập gà và chúng ta cho lên bếp luộc nha mọi người. Sau đó chúng ta cho gà lên bếp luộc. Và mình đang để là 2000 độ C. Cho nước sủi rồi chúng ta sẽ cho nhỏ đi để cho gà chín nhé. Bây giờ thì chờ cho gà chín thôi. Và đây là mâm cơm nay của nhà mình. Có thịt gà luộc, trứng ốp, su hào xào và tóc nữa chừng.